Nó còn quá. À đúng rồi, bây giờ mình sẽ xuống địa ngục để mình chịu hồi quá hữu để chơi chung với mình. Biên. Ui hổ thì cắn tao. Trời ơi đúng là con này không dữ hay chứ. Ôi anh con, bụng lửa đi, bụng lửa. Ôi bụng lửa có gì bụng lửa đi, chạy cung quá đó. Trời ơi thua rồi. Con này nó mạnh quá chạy ơi bên ơi. Anh Titan làm gì ngồi đây mình vậy? Anh có cái kéo mới nè mà không có hộp nào để cui trơn. Chán ghê. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đây là cái hộp á. Ôi chú em á trên chùa đang cho em á. Ôi trong đây có cái gì? Em cũng không biết, em chưa khui luôn á. Rồi giờ khui ra liền. Ôi anh phải khui hộp lắm nha. Khui. Có băng kẹo á. Ôi nó đắt rồi nè. Ôi ơi cái kéo. Cái gì đây? Ôi. Wow hoành tráng nha. Đây cái gì đây? Ôi con khủng long gì mà dữ vậy? Wow nó có cọng dây xích nè. Trời ơi. Ôi. Chú em biết em xích cho khủng long cho em luôn hả? Wow. Có xích chó nè. À nha, nhưng mà đây còn nữa nè. Ôi. Hấp dữ đây. Ôi. Wow. Chứ con khủng long này là khủng bố luôn á. Gì mà nhiều đầu quá vậy? Thôi anh tháo liền đi, em hộp quá rồi đó. Ôi cái hộp này nó bự rồi nha. Ôi, khủng long gì mà nắm đâu? Ôi, 1, 2, 3, 4, 5. Ủa nó có hai cái cánh nữa nè. Hai cánh này sao bự dữ vậy? Ủa cái này là cái mình đó nè. Ơi, cái mình này như con thằng lặn quá à. Cái đuôi. Với có mấy cục pin rồi hết rồi. Giờ sắp vô. Gấp. Đó, mấy cái này gắn dễ lắm. Mà anh cũng không biết gắn. Rồi vô rồi, nghe cái rớp vô rồi, Ê, lỡ mày vô khớp rồi, Rồi, gắn cánh vô, Ôi. Rồi, gắn pin vô, gắn nắp lại, để nó bung pin nha. Rồi, chúng mình xem hành quả. Rồi, bây giờ là giây phút hồi hộp nha, anh bật công tắc lên đây. Ồ, nó biết đi kìa. Wow. Có đập cánh nữa kìa. Ôi, vàng nữa nha. Wow, cung cung này xinh xò ghê á. Rồi, cái con này làm như vậy rồi. Em thử con khủng long này đi. Ok. Con này em nghe chú em nói là con khủng long nhông nhông á. Nó chạy cả nhông luôn á hả? Đúng rồi, nhanh lắm. Anh thấy có cọng dây này cột này chắc nó chạy nhanh lắm á, bởi tao mới làm cọng dây á. Ôi, em bực lên. Bực lên. Anh cầm dây đi, không thôi nó chạy. Nó sụp á. Chụp lên. Nó chạy mất á. Tiêu quá. Ôi. Long gì chạy nhanh đi. Ui, cái này. Rồi bây giờ là mình sẽ cho hai khủng long này đua hả con nào con nhanh đi. Được á. Chuẩn bị nha. Bật công tắc trước đi. Rồi 1, 2, 3 để xuống nha. 1, 2, 3. Trời ơi, nó nhanh kìa. Ôi kìa. Ôi, nhanh. Nghỉ đi. Ủa, công nhận khủng long cà nhông này nó chạy nhanh thiệt luôn á. Đúng rồi. Bây giờ không đua nữa, mình đi săn khủng long đi. Giờ em có ý kiến nè. Hay là cho hai con khủng long này quýnh coi con nào anh hơn đi. Quýnh luôn hả? Đúng rồi. Chạy luôn, con nào thắng đem đi săn khủng long. Đúng, chứ xin. Đi. Chữ rồi, chỗ này cũng trống. Anh em mình sẽ đại chiến ở đây. Ok. Khủng long năm đầu. Khủng long kệ nhông nhông. Sức chi. Ôi khủng long năm đầu. Cố lên con, tiến lên. Ok con tiến lên đi. Tiến lên kệ nhông nhông của nó. Lửa đi. Anh phải chạy. Trời ơi. Đi. Cố lên con ơi. Anh con. Ôi thua nữa rồi. Quá. Yeah. Ơi khủng long năm đầu anh thấy là nó dữ rồi. Nhưng mà khủng long thì nhông nhông em nó cũng cố gắng hết sức rồi. Thôi bây giờ là mình đi săn khủng long ăn đi đó bụng mệt. Săn khủng long của anh đi. Wow, thấy một con khủng long. Để coi khủng long năm đầu này chiến đấu không nha. Đúng rồi, đi anh. Rồi, khủng long năm đầu, sức chiến. Rồi, khủng long năm đầu, cổ lên con. Lên tiếng tiếng cộng ơi, quýnh á. Khủng lửa nó đi con. Đúng rồi. Yeah. Yeah. Thắng rồi, chạy lên lửa bánh. Đúng rồi. Ô, bánh kìa. Bánh này như bánh trong biển. Ê, đi ăn thôi. Wow, khủng long này đúng là mạnh thiệt á Minh. Đúng rồi đó. Thôi, xé bánh ăn đi. Xé bánh à. Công nhận năm đầu có khác nha. Nó
cũng xinh xòn thiệt. Hay thiệt á. Ôi thấy khủng long năm đầu á. Ngon á. Rồi cái bánh này nó có rong biển gì ngon quá hả? Đúng rồi. Bánh ăn ngon mà. Còn thiệt luôn á. Giòn căng trong miệng. Thịt ngon quá. Trời ơi, mấy nè có đồ chơi mới luôn, còn mình không có đồ chơi buồn chứ. À đúng rồi, bây giờ mình sẽ xuống địa ngục để mình chịu hồi hú để chơi chung với mình. Biết. Ta kiếm ra con quái thú rồi. Con quái thú này không phải là một đầu đâu mà nó rất là như đậu. Con quái thú. Con quái thú này nó có 2 đầu lận. Tưởng kia có 5 đầu, sao chơi lại có 3 đầu của mình. Ui, bố mình cắn tao. Ờ đúng là con này không dễ thôi chứ. Chắc là mãi rồi. Ờ thử thì lắm nghe. Đừng 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 nghe. Bây giờ mình săn khủng long tiếp đi mình. Đúng rồi. Có một bịch ăn không đã gì hết trơn. Đúng rồi. Ê mấy gì nhá, tụi bay tưởng khủng long năm đầu tụi bay qua lắm hả? Khủng long tao ba đầu nè, chơi không? Trời ơi, ông nghĩ sao vậy? Ba đầu với năm đầu, số nào lớn? Trời ơi, chắc kia là số ba lớn không rồi. Giờ cứ chơi mà nó nhiều quá nè. Có số ba lớn hơn số năm. Vì đó ông này ông không có học toán mà trong nhà ông ngu thiệt. Chơi chơi sợ gì? Thịt cú chú quỷ à. Thôi chiến ông đi, chiến đi. Cụ lên khủng long năm đầu ơi. Cụ lên con. Cụ lửa đi. Cụ lửa. Coi con nước, coi gì con hết đi. Vậy con quá đó. Trời ơi, thua rồi. Trời ơi, con cháu ngồi con này nó mạnh quá, chạy ơi Minh ơi. Chạy. Con cháu này mạnh lắm. Chạy ơi, chạy thôi. Con chấm vô đây nha Minh ơi. Mệt quá Minh ơi, chạy thoát nó rồi. Ê nhưng mà anh cũng lòng đồng chơi của mình, sao quýnh không lại nói ta. Em không biết nữa. À, em có cách nè. Em bây giờ mình kêu con siêu thú khủng long bảo chú của mình ra quýnh nó đi. Ừ, có lý. Chỉ có con siêu thú mới quýnh lại con quái thú này. Đúng rồi. Đi. Ừ. Đợi gì nữa. Lâm. À ha, quái thú ba đầu hả? Khủng long bảo chúa. Được chiến. À, tiến lên con. Cố lên. Mình chiến thắng mới được nha. Rồi. Khủng long bảo chúa. Cố lên. Trời ơi, đúng nào. Khủng long bảo chúa hả? Vô đây ta tách hết luôn. Vô đây. Khủng long bảo chúa cố lên. Lên quýnh nó con. Cố lên, cắn nó đi. Cắn cái đầu đó. Trời ơi, thua rồi. Mày quá. Quá à. Anh Titan. Hay bây giờ anh Titan kêu 1000 khủng long ra. Quýnh đi. Được rồi, anh sẽ kêu giọng họ 1000 khủng long bảo chúa ra luôn. Ừ. Dạ, quýnh nó đi con. Cố lên. Cắn rồi, cắn hết. Ôi lại thua lắm rồi. Tự bay được lắm. Đại kỳ sau đi là ta không thua được đâu. Thắng rồi. Khủng long chúa là nhất. Các bạn ơi, bây giờ là trận chiến giữa khủng long năm đầu và khủng long bảo chúa nha các bạn. Các bạn, đây là con khủng long năm đầu đó. Đúng rồi, đây là con khủng long năm đầu nhưng mà nó là đồ chơi đó các bạn. Bây giờ mới là khủng long năm đầu trong game đây. Mời các bạn cùng xem. Trên màn hình các bạn bây giờ là khủng long năm đầu và khủng long bảo chúa nha các bạn. Để mình đi xuống review cho các bạn con khủng long năm đầu nó ghê cỡ nào. Đây là đây. Wow. Wow. Khủng long ghê quá. Ôi, cái họng nó đỏ lè đỏ lét luôn các bạn ơi. Giống như là có máu trong họng á nha. Ôi ghê 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 chưa. Ở trên đầu nó còn có sừng nữa nè. Ồ, mình mẩy nó gai tầm lum luôn. Đúng rồi. Ồ, mình đi lại gần. Cái đầu cái cổ các bạn nó thấy nó giống con rắn à. Y chang con rắn luôn các bạn ơi. Cái răng nó ghê quá, cái răng mà mắt nó đỏ lè đỏ lét luôn. Còn đây là khủng long bảo chúa của chúng ta. Trận chiến chuẩn bị bắt đầu nha các bạn. 1, 2, 3 vô. Trận chiến này căng thẳng quá, con biết khủng long bảo chúa có chiến thắng được hay không. Rồi một tiếng không đợi nào. Em sẽ chọn khủng long đâu. Rồi bây giờ anh sẽ chọn khủng long bảo chúa nha. Khủng long bảo chúa ơi, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Ôi khủng long chúa thắng không ta. Năm đầu luôn đó các bạn ơi. Năm đầu luôn đó. Cố lên, cố lên. Ôi năm đầu đúng là có lợi thế hơn các bạn. Năm đầu con cắn đầu, con cắn giò, con cắn đuôi sao chịu nổi. Cố lên. Ôi trận chiến này rồi. Ôi thôi bây giờ là khủng long năm đầu nó mạnh quá, mình sẽ tăng khủng long bảo chúa lên các bạn ơi.
Ok các bạn, bây giờ mình đã tăng lên hai con khủng long bạo chúa nha các bạn. Hai con khủng long bạo chúa đánh với một con khủng long nam đầu. Em sẽ đổi ý, em chọn khủng long bạo chúa. Vậy hả? Anh cũng là bạo chúa luôn. Anh là trung thành với đội bạo chúa. Rồi trận chiến chuẩn bị bắt đầu nha các bạn. Một, hai, ba, bắt đầu. Gỗ lên nha khủng long bạo chúa. Đúng rồi, đúng rồi. Chạm đầu luôn, chạm đầu luôn. Rồi, hai con khủng long bạo chúa cùng cắn đầu, cùng cắn đứt nha các bạn. Đúng rồi. Ơi, liệu đàn hai đầu có thể thắng được năm đầu không ta? Chắc chắn là nha. Nhiều hơn. Đầu nhiều chưa chắc là dữ nha. Nhưng mà cái con này có cái hay đó các bạn ơi. Đúng rồi. Cũng là một chúa nhào vô cái bị gai đâm rồi kìa. Đúng rồi. Ghê quá. Long người mà vừa có đầu nhiều có gai nữa. Đúng rồi. Làm sao được. Đúng rồi. Bổ lên nha bầu chúa. Bổ lên. Bổ lên bầu chúa. Bổ luôn. Đánh vô được rồi. Đúng rồi. Bổ lên. Đánh vô được. Vô được khó chơi lắm. Ra ngoài quên. Đúng rồi, đúng rồi. Lũ chân vô rừng vậy? Đúng rồi. Lũ chân vô bụi. Thử. Vậy vậy. Ê. Thắng rồi. Yeah. Yeah. Cũng là bọn chua đã chiến thắng các bạn ơi. Còn cũng là nằm đầu nó chết rồi nè. Đúng rồi. Các bạn ơi, như vậy là hai con cũng là bọn chua có thể thắng được một con khủng long nằm đầu nha các bạn. Ok, trận chiến của anh em mình đến đây đã kết thúc. Nếu các bạn thấy hay đừng quên để lại một like một đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.